tung gần 200 máy bay càn quét Zaporizhia, Ukraine kinh hồn bạt vía. Nga áp đảo quân đội Ukraine bằng vũ khí bí mật, bổ sung 50.000 quân tới Kursk. Nga tung đòn tàn khốc ở Kursk, Ukraine ngàn cân treo sợi tóc khi mùa đông đến. Ông Trump tiếp tục bị ám sát lần ba, bất ngờ danh tính kẻ tình nghi. tia hy vọng cuối cùng cho tương lai của Ukraine mang tên Donald Trump. Ấn lạnh hiện trường đẫm máu khi UAV Hezbollah xuyên thủng nhà ăn Israel. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã thực hiện 329 cuộc tấn công vào 13 khu vực ở tỉnh Zaporizhia, phía đông nam Ukraine. Cuộc tấn công được thực hiện với nhiều loại khí tài khác nhau, trong đó có hơn 170 máy bay không người lái UAV các loại. Người đứng đầu Cơ quan Quân sự tỉnh Zaporizhia, ông Ivan Fedorov ngày 13 tháng 10 cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã thực hiện 7 cuộc không kích vào Zaporizhia, Malatokmeka và novo Tại tỉnh Zaporizhia, 170 UAV các loại đã nhắm vào khu vực Bilenke, Buremoskoe, Lopkoe, Holiapole, Novo Andriyivka, Novo Danilivka, Robotino, Malatokmeka, Levade và Malinivka. Ngoài ra, 19 cuộc tấn công từ hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS đã hướng vào Novo Ukraine, Holy Apole, Novo Danilivka, Robotino và Malatokmeka. Theo quan chức này, mức độ thiệt hại của cuộc tấn công chưa được xác định. Cùng ngày, không quân Ukraine cho biết chỉ trong đêm 12, dạng sáng 13 tháng 10, quân đội Nga đã phóng 68 máy bay tấn công không người lái, hai tên lửa Iskander-M và hai tên lửa KH-59 nhằm vào Ukraine. Các đơn vị phòng không Ukraine đã phá hủy 31 máy bay không người lái ở Kiev, Poltava, Chernigov, Sumy và mươi 36 UAV khác đã biến mất khỏi radar, có thể do hệ thống tác chiến điện tử áp chế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13 tháng 10 cho biết, trong tuần qua, Nga đã sử dụng khoảng 900 quả bom dẫn đường, hơn 40 tên lửa và 400 máy bay không người lái nhắm vào Ukraine. Ngày 12 tháng 10, quân đội Nga đã tiến hành một trong những cuộc phản công lớn nhất kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk, đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở một số khu vực tại Kursk cuộc phản công của Nga bắt đầu được tăng cường từ ngày 10 tháng 10 và tác động mạnh đến hai quận Sudzhansky và Korenevsky, nơi trước đó đã bị lực lượng Ukraine tấn công. Đòn gián chính của Ukraine được tiến hành tại khu định cư Lyubimovka, nơi theo các nguồn tin của Ukraine, lực lượng của họ đã phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và bao vây hai tiểu đoàn Ukraine. Theo dự án phân tích RIBA, Phía Kiev bắt đầu điều thêm lực lượng tới Suzhanskoye nhằm ổn định mặt trận và giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất. Giao tranh cũng tiếp diễn tại quận Korenevsky, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt tại khu vực Zelenysliak. Theo thông tin từ kênh Telegram true Major, quân đội Nga đã chọc thủng sườn trái của lực lượng Kiev và giành được vị trí tại một số khu vực đông dân cư, các nhà phân tích Onsin Ukraine của dự án Deep State xác nhận những bước tiến đáng kể của quân đội Nga. Theo dữ liệu của họ, quân đội Nga đã tiến được khoảng 7 km và tiếp tục nỗ lực giành được vị trí tại các khu định cư Novoy Vanipka và Zelenyput. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11 tháng 10 tuyên bố lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở khu vực biên giới Kursk. Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga ở Kursk kể từ khi mở chiến dịch đột kích hồi đầu tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 10 thông báo, lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine gần Liubimovka, Tostilak và Novoivanovka ở Kursk trong 24 giờ qua. Nga xác nhận tổn thất của Ukraine ở các khu vực này trong ngày lên tới 60 quân nhân. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội của họ tiếp tục các hoạt động nhằm hạ gục và đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk. Máy bay Nga đã tấn công lực lượng Kiev gần 18 khu định cư ở tỉnh Kursk của Nga và 13 khu định cư ở tỉnh Sumy của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công của quân đội Nga buộc một số binh sĩ Ukraine phải đầu hàng ở Kursk. Phía Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 400 quân cùng 18 xe bọc thép trong ngày 12 tháng 10. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống pháo phóng loạt, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị công bình cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 10 thừa nhận lực lượng Nga đã tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở Kursk, nhưng lực lượng Kiev vẫn cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố cuộc tiến công của Ukraine vào Kursk nhằm chuyển hướng quân đội Nga khỏi các vị trí tiền tuyến ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến ổn định trong những tháng gần đây. Quân Nga đã thực hiện 38 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, gồm cả tên lửa siêu vật âm Kinzhan và máy bay không người lái vào các địa điểm dầu khí và năng lượng, sân bay quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 38 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, gồm cả tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không Kinzhan và máy bay không người lái UAV tấn công. Các cuộc tấn công nhằm vào khu vực dầu khí và năng lượng, nơi cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng sân bay quân sự. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào xưởng sản xuất, cơ sở lưu trữ UAV của Hải quân, kho nhiên liệu, kho đạn dược và vật tư, những địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, theo dữ liệu mới nhất về hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine, Kiev đã mất 14.500 quân trên toàn tiền tuyến. Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Kiev cho biết, sau khi ném bom phá hủy công suất của một nửa ngành sản xuất điện, Nga lại nhắm đến việc cắt điện hạt nhân. Moscow không tấn công trực tiếp vào các nhà máy, nhưng lại tấn công các cơ sở hạ tầng gần đó như trạm biến áp, chứa các thiết bị quan trọng như máy biến áp và đường dây điện kết nối các nhà máy hạt nhân với lưới điện. Nhà kinh tế trưởng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Tim Gould nói, chúng ta đang sống trong một thế giới mà Ukraine thiếu hụt cơ sở tầng hoạt động. Đây sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Nhà phân tích năng lượng Wojciech Hyakobiec tại Warsaw dự báo nếu các cuộc tấn công của Nga thành công trong việc ngắt kết nối tất cả các nhà máy điện khỏi lưới điện, thì nguồn điện ổn định duy nhất của Ukraine sẽ không còn. Bộ năng lượng Ukraine cho hay nước này đã mất 9 gigawatt sản lượng điện, bao gồm 8 nhà máy nhiệt điện và 5 nhà máy thủy điện do các cuộc không kích của Nga trong năm nay. Theo AFP, trong chuyến công du chấp nhoáng tới bốn thủ đô của châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga không được đưa ra thảo luận với các đồng minh châu Âu và kêu gọi phương Tây hỗ trợ ép nhiều hơn trước một mùa đông khắc nghiệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy sự hỗ trợ về quân sự và tài chính trong chuyến đi kéo dài 48 giờ tới London, Paris, Rome và Berlin, trong bối cảnh có nhiều lo ngại sự ủng hộ của các đồng minh sẽ giảm sút nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới, phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với tổng thống Emmanuel Macron tại Paris, Pháp. Ông Zelensky phủ nhận thông tin của giới truyền thông rằng đang thảo luận với các điều khoản ngừng bắn ở Nga. Tổng thống Ukraine tuyên bố đây không phải là chủ đề thảo luận của chúng tôi, đồng thời bác bỏ bất kỳ kế hoạch hòa bình nào liên quan đến việc nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga, với lý do Moscow trước tiên phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết đã cùng Tổng thống Macron thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Kiev để đánh bại Nga, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Pháp vì tất cả sự ủng hộ. Trước mùa đông, chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn. Ông nói thêm và thừa nhận tình hình khó khăn ở phía đông và thiếu hụt lớn về một số trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine và cho biết hai bên đã thảo luận về chiến lược cho những tuần và tháng tới. Ukraine đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào lưới điện của nước này và tiến quân trên khắp tiền tuyến phía đông. Tổng thống Zelensky đến Paris từ London Anh, nơi ông đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Phát biểu sau cuộc họp tại số 10 phố Downing, Tổng thống Zelensky cho biết đã vạch ra chi tiết về kế hoạch chiến thắng, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch này nhằm tạo ra các điều kiện phù hợp để chấm dứt chiến tranh một cách công bằng. Thủ tướng Anh Starmer nhận định Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là cơ hội để xem xét kế hoạch chi tiết hơn. Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev rất cần thêm viện trợ để chống trả sau khi Nga chiếm hàng chục thị trấn và làng mạc nhỏ ở phía đông nước này. Ông cũng đang thúc giục việc được sử dụng vũ khí tầm xa do các đồng minh cung cấp, trong đó có tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga washington và london đã chỉ hoãn việc phê duyệt vì lo ngại điều này có thể kéo các đồng minh nato vào cuộc xung đột trực tiếp với nga người phát ngôn của tổng thư ký nato cho biết chưa từng có cuộc chiến nào giành chiến thắng chỉ bằng một loại vũ khí do đó các cuộc đàm phán tập trung vào phạm vi hỗ trợ cho ukraine Viện Kien có trụ sở tại Đức đã cảnh báo rằng viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Kiev có thể giảm một nửa xuống còn khoảng 29 tỷ euro, 31 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, bước đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của ông là Ukraine được mời gia nhập NATO từ các quốc gia thành viên liên minh tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Croatia Andrei Blenkovic ngày 9 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến kế hoạch chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky nói, bước đầu tiên của kế hoạch tập trung vào việc liệu vấn đề bất ổn địa chính trị ở châu Âu có được giải quyết hay không, liệu Ukraine có giành được một ghế trong NATO hay không. Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ bị coi là thua về mặt trận chính trị ông lưu ý thêm nga phải thừa nhận rằng châu âu có biên giới và các quốc gia độc lập mọi người đều có quyền tự chọn tương lai của mình sự thật là việc nga chấp nhận thực tế này chỉ có thể bắt đầu việc nhận ra rằng ukraine sẽ không bao giờ bị khuất phục sẽ không có hòa bình nếu không có sự chắc chắn về địa chính trị ông zelensky tiết lộ bước một của kế hoạch chiến thắng rằng chúng tôi muốn thực hiện bước đầu tiên một lời mời lời mời gia nhập liên minh không phải là tư cách thành viên nato đúng tốt hơn là nên trở thành thành viên nato nhưng chúng tôi đang nói về việc củng cố vị thế của ukraine lúc này chứ không phải sau cuộc xung đột theo ông zelensky kiev hiểu rằng có những quốc gia còn hoài nghi về vấn đề ukraine gia nhập nato Chúng tôi hiểu họ đó là lý do tại sao chúng tôi đang nói về lời mời. Vì vậy, tôi thực sự không muốn có một đánh giá bằng ngoại giao từ các quốc gia thành viên mà là một sự phản hồi thực sự để các quốc gia ủng hộ đề xuất của chúng tôi. Lời mời là một phần của những đề xuất gia nhập. Ông cũng cho biết, ông nhìn thấy cơ hội trong những tháng tới để đặt điều kiện tiên quyết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vào năm 2025 theo những điều khoản có thể chấp nhận. Ông nhấn mạnh điều này đòi hỏi những quyết định táo bạo của các đồng minh có ảnh hưởng nhất của Ukraine. Tổng thống Zelensky gần đây đã đưa ra kế hoạch chiến thắng, gồm 4 điểm chính liên quan đến tăng khả năng phòng vệ của Ukraine và một kế hoạch mà Kiev cần thực hiện hậu chiến sự. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch chiến thắng đòi hỏi quyết định nhanh chóng từ các đối tác và thời gian thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12. Ông Zelensky đã trình bày kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và dự kiến tiếp tục chia sẻ với các lãnh đạo quốc tế khác. Ông tin nếu kế hoạch được thực hiện đầy đủ, có thể khiến Nga không thể đe dọa Ukraine hay bất cứ quốc gia châu Âu nào khác trong tương lai. Và ông tin, xung đột với Nga vẫn có khả năng chấm dứt trước cuối năm sau, mặc dù Ukraine trong tuần này đã hủy kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình vào tháng 11. Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Botna cho biết, Kiev vẫn muốn tổ chức Hội nghị Hòa bình lần thứ hai vào cuối năm nay, và một trong những mục tiêu quan trọng nhất là đạt được nền hòa bình công bằng ở Ukraine. Vào tháng 7 năm 2023, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Latvia, Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ sự không hài lòng trước việc các nước không có ý định đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm mời Kiev gia nhập NATO. Truyền thông phương Tây đưa tin các quan chức Mỹ và các nhà lãnh đạo NATO khác đã tỏ ra tức giận trước những phát biểu của Tổng thống Zelensky. Kiev đã nhiều lần bày tỏ mong muốn trở thành thành viên đầy đủ của liên minh càng sớm càng tốt. Tháng 9 năm 2022, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO cấp tốc. Các tiêu chuẩn của NATO đang được áp dụng trong lực lượng vũ trang nước này và các sĩ quan đang có kế hoạch yêu cầu phải nói thông thạo tiếng Anh. Đồng thời, NATO nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập liên minh là không thể, trong khi nước này đang trong tình trạng xung đột tờ Financial Times đưa tin phương Tây có thể ngầm đồng ý để Moscow kiểm soát một số vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine. Phản ứng trước các thông tin, các nước phương Tây đang cân nhắc ủng hộ một giải pháp, trong đó Nga vẫn giữ quyền kiểm soát một số khu vực trước đây là một phần của Ukraine. Trong một bài phát biểu qua video ngày 5 tháng 10, tổng thống ukraine volodymyr zelensky nhấn mạnh kiev không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột với nga nhà lãnh đạo tuyên bố các quan chức ukraine sẽ thảo luận về một kế hoạch chiến thắng của nước này với các nước phương tây vào tuần tới tuyên bố những cuộc thảo luận này sẽ giúp củng cố năng lực đất nước đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự hiện kiev vẫn chưa công bố lộ trình kế hoạch như đã hứa hẹn trước đó tuy nhiên nhiều phương tiện truyền thông khẳng định kế hoạch này bao gồm các đảm bảo an ninh giống như các thành viên nato dành cho ukraine kiev tiếp tục xâm nhập vào khu vực kurs của nga để làm quân bài mặc cả về lãnh thổ chuyển giao vũ khí tiên tiến do phương tây sản xuất và thêm nhiều viện trợ tài chính quốc tế hơn cho ukraine theo hãng tin bloomberg tháng trước một kế hoạch chiến thắng đã được tổng thống zelensky trình bày tại mỹ song được cho là vấp phải sự hoài nghi của các quan chức khi cho rằng nó không phải là một kế hoạch cụ thể thay vào đó chỉ là danh sách phần lớn thể hiện mong muốn nhà lãnh đạo ukraine cho biết các cuộc thảo luận với phương tây sẽ giúp họ tiến gần hơn đến việc chấm dứt xung đột theo công thức hòa bình của ông ông zelensky tuyên bố đây là mục tiêu của chúng tôi đảm bảo hòa bình và an ninh đáng tin cậy cho ukraine điều này chỉ có thể thực hiện dựa trên luật pháp quốc tế và không có bất kỳ sự mặc cả nào về chủ quyền hoặc lãnh thổ. Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin các nhà ngoại giao phương Tây và một số quan chức của Ukraine đã đi đến thống nhất rằng các đảm bảo an ninh có thể tạo thành cơ sở cho một giải pháp đàm phán khi Nga vẫn giữ quyền kiểm soát trên thực tế, nhưng không phải trên pháp lý, đối với toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ Ukraine. Bài viết lưu ý việc chấp thuận thỏa thuận như trên, ngầm ám chỉ những vùng đất đó sẽ được lấy lại thông qua các biện pháp ngoại giao trong tương lai. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố, Moscow sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ngay khi Ukraine bắt đầu rút quân khỏi các khu vực Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporozhye. Tuy nhiên, thì vào tháng 8, ông đã loại trừ bất kỳ khả năng chấm dứt giao tranh nào với Kiev cho đến khi quân đội Ukraine tiếp tục chiếm đóng một số khu vực thuộc Kursk. Trước Lúc đó vào ngày 3 tháng 10, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cho mọi cuộc tiếp xúc, kể cả với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng hiện tại hai nước chưa trao đổi gì về vấn đề này. Theo hãng thông tấn TASS nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 hoặc tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, Ông Biden tỏ ra hoài nghi về việc Tổng thống Nga sẽ tham dự sự kiện. Tôi nghi ngờ về việc ông Putin sẽ xuất hiện khi ông Biden trả lời câu hỏi của TASS về việc có sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Nga tại các hội nghị thượng đỉnh sắp tới về vấn đề Ukraine và an ninh quốc tế hay không. Ngày 4 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện Washington và Moscow chưa có cuộc đàm phán nào về một cuộc gặp như vậy. Ông Peskov nói, chưa có cuộc đàm phán nào và cho đến hôm nay, tại thời điểm này chưa có điều kiện kiên quyết nào cho vấn đề này. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng ông vẫn để ngỏ khả năng cho mọi cuộc tiếp xúc. Nghị thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ diễn ra tại Brazil từ ngày 18 đến 19 tháng 11 tới. Trong khi đó, tuần lễ cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại Peru từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 11. Ông Peskov cho biết việc ông Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 hay không vẫn còn chưa được quyết định. Còn Brazil, chủ tịch luân phiên G20 năm nay cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bóng lượn của nước này đã tấn công vào khu vực tập trung quân đội của Ukraine ở biên giới vùng Quốc. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vào điểm mạnh là nơi tập trung quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Bom lượn sử dụng trong cuộc tấn công được thả từ máy bay chiến đấu Su-34. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về thiệt hại từ cuộc tấn công của đối phương. Cùng thời điểm, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr tiết lộ, Nga đã triển khai 50.000 binh sĩ từ các hướng khác nhau tới khu vực quốc. Động thái này làm phân tán lực lượng quân đội Nga trên chiến trường, đặc biệt tại các mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk ở Ukraine. Hôm mùng 6 tháng 8, Kiev tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực biên giới quốc của Nga và tiến sâu nhiều km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát hàng chục khu định cư. Ngay từ đầu, Nga đã khẳng định trục xuất quân đội Ukraine khỏi khu vực. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một trong những mục tiêu chính của chiến dịch này là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các chiến trường ở miền đông Ukraine, củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Về mục tiêu chính khi tấn công Quốc, tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Oleksandr Sisky cho hay, chiến dịch nhằm ngăn chặn Nga sử dụng Quốc là bàn đạp cho cuộc tấn công mới, chuyển hướng lực lượng của Moscow khỏi những khu vực khác. Điều này giúp tạo ra một khu vực an ninh và ngăn chặn pháo kích xuyên biên giới vào mục tiêu dân sự, cũng như nâng cao tinh thần quân đội Ukraine. Mặc dù lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiếm giữ lãnh thổ của Nga ở Quốc, nhưng các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn ở phía đông Ukraine. Quân đội Ukraine gần đây đã buộc phải rút khỏi pháo đài chiến lược Volida, một thị trấn nằm ở phía nam Donetsk, vốn đã kiên trì chống chọi với các cuộc tập kích của Nga trong suốt hai năm qua. Trong khi đó, Nga đang tìm cách đánh bật quân đội Kiev khỏi lãnh thổ của mình ở Kursk, tấn công vào vị trí nổi bật của Ukraine ở phía đông. Tính đến đầu tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin lực lượng của ông kiểm soát hơn 1.300 km2 tại vùng Kursk, bao gồm 100 khu định cư. Tính đến tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục ước tính quân đội nước này mất hơn 13.800 quân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe ô tô trong cuộc chiến tại vùng quốc. Kết quả cuộc giao tranh ở vùng quốc có tác động đáng kể đến tiến trình cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Nếu giữ được một phần lãnh thổ Nga, Ukraine sẽ sở hữu con bài có giá trị cao trong mọi cuộc đàm phán hòa bình. Bộ Quốc phòng Nga trong tuần qua tuyên bố, lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi hai ngôi làng của Nga gần biên giới. Cụ thể, quân đội Ukraine đã bị trục xuất khỏi Novaya, Srochina, cách thị trấn Suza 15 km về phía bắc. Các lực lượng Nga cũng đã chiếm lại Nikolsky, một khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam của vùng quốc do Ukraine kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ cảnh quay từ Nikolsky cho thấy các nhóm tấn công tiến vào khu vực này bằng xe chiến đấu bộ binh. BMP-2, bộ này cho biết nhiều quân nhân Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi vị trí của họ và rút lui trong tình trạng hỗn loạn. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kurs đang ngày càng mất đà và tình hình trở nên bế tắc kéo dài nhiều tuần. Kể từ giữa tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động phản công và giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và làng mạc. Thưa quý vị, Nga tiếp tục tấn công mạnh vào các vị trí của Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Ngày 12 tháng 10, quân đội Nga đã tiến hành một trong những cuộc phản công lớn nhất kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk, đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở một số khu vực tại Kursk. Cuộc phản công của Nga bắt đầu được tăng cường từ ngày 10 tháng 10 và tác động mạnh đến hai quận Sudzhansky và Korenevsky, nơi trước đó đã bị lực lượng Ukraine tấn công. Đòn gián chính của Ukraine được tiến hành tại khu định cư Lyubimovka, nơi theo các nguồn tin của Ukraine, lực lượng của họ đã phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và bao vây hai tiểu đoàn Ukraine, theo dự án phân tích RIBA. Phía Kiev bắt đầu điều thêm lực lượng tới Suzhanskoye nhằm ổn định mặt trận và giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất. Giao tranh cũng tiếp diễn tại quận Korenevsky, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt tại khu vực Zelenysliak. Theo thông tin từ kênh Telegram true Major, quân đội Nga đã chọc thủng sườn trái của lực lượng Kiev và giành được vị trí tại một số khu vực đông dân cư, các nhà phân tích Onsin Ukraina của dự án Deep State xác nhận những bước tiến đáng kể của quân đội Nga. Theo dữ liệu của họ, quân đội Nga đã tiến được khoảng 7 km và tiếp tục nỗ lực giành được vị trí tại các khu định cư Novoy Vanivka và Zelenyput. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11 tháng 10 tuyên bố lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở khu vực biên giới Kursk. Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga ở Kursk kể từ khi mở chiến dịch đột kích hồi đầu tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 10 thông báo, lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine gần Liubimovka, Tonstilak và Novoivanovka ở Kursk trong 24 giờ qua. Nga xác nhận tổn thất của Ukraine ở các khu vực này trong ngày lên tới 60 quân nhân. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội của họ tiếp tục các hoạt động nhằm hạ gục và đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk. Máy bay Nga đã tấn công lực lượng Kiev gần 18 khu định cư ở tỉnh Kursk của Nga và 13 khu định cư ở tỉnh Sumy của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công của quân đội Nga buộc một số binh sĩ Ukraine phải đầu hàng ở Kursk. Phía Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 400 quân cùng 18 xe bọc thép trong ngày 12 tháng 10. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống pháo phòng phóng loạt, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị công bình cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 10 thừa nhận lực lượng Nga đã tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở Kursk, nhưng lực lượng Kiev vẫn cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố cuộc tiến công của Ukraine vào Kursk nhằm chuyển hướng quân đội Nga khỏi các vị trí tiền tuyến ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến ổn định trong những tháng gần đây. Quân Nga đã thực hiện 38 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, gồm cả tên lửa siêu vật âm Kinzhan và máy bay không người lái vào các địa điểm dầu khí và năng lượng sân bay quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 38 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, gồm cả tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không Kinzhan và máy bay không người lái UAV tấn công. Các cuộc tấn công nhằm vào khu vực dầu khí và năng lượng, nơi cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng sân bay quân sự. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào xưởng sản xuất, cơ sở lưu trữ UAV của Hải quân, kho nhiên liệu, kho đạn dược và vật tư, những địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, theo dữ liệu mới nhất về hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine, Kiev đã mất 14.500 quân trên toàn tiền tuyến. Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này kiev cho biết sau khi ném bom phá hủy công suất của một nửa ngành sản xuất điện nga lại nhắm đến việc cắt điện hạt nhân moscow không tấn công trực tiếp vào các nhà máy nhưng lại tấn công các cơ sở hạ tầng gần đó như trạm biến áp chứa các thiết bị quan trọng như máy biến áp và đường dây điện kết nối các nhà máy hạt nhân với lưới điện nhà kinh tế trưởng của cơ quan năng lượng quốc tế iea tim gould nói chúng ta đang sống trong một thế giới mà Ukraine thiếu hụt cơ sở tầng hoạt động. Đây sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Nhà phân tích năng lượng Wojciech Hyakobiec tại Warsaw dự báo nếu các cuộc tấn công của Nga thành công trong việc ngắt kết nối tất cả các nhà máy điện khỏi lưới điện, thì nguồn điện ổn định duy nhất của Ukraine sẽ không còn. Bộ năng lượng Ukraine cho hay nước này đã mất 9 gigawatt sản lượng điện, bao gồm 8 nhà máy nhiệt điện và 5 nhà máy thủy điện do các cuộc không kích của Nga trong năm nay. Theo AFP, trong chuyến công du chấp nhoáng tới bốn thủ đô của châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga không được đưa ra thảo luận với các đồng minh châu Âu và kêu gọi phương Tây hỗ trợ Kiev nhiều hơn trước một mùa đông khắc nghiệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy sự hỗ trợ về quân sự và tài chính trong chuyến đi kéo dài 48 giờ tới London, Paris, Rome và Berlin, trong bối cảnh có nhiều lo ngại sự ủng hộ của các đồng minh sẽ giảm sút nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới, phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với tổng thống Emmanuel Macron tại Paris, Pháp. Ông Zelensky phủ nhận thông tin của giới truyền thông rằng đang thảo luận về các điều khoản ngừng bắn ở Nga. Tổng thống Ukraine tuyên bố đây không phải là chủ đề thảo luận của chúng tôi, đồng thời bác bỏ bất kỳ kế hoạch hòa bình nào liên quan đến việc nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga, với lý do Moscow trước tiên phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết đã cùng Tổng thống Macron thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Kiev để đánh bại Nga, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Pháp vì tất cả sự ủng hộ. Trước mùa đông, chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn. Ông nói thêm và thừa nhận tình hình khó khăn ở phía đông và thiếu hụt lớn về một số trang thiết bị. Trong khi đó, tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine và cho biết hai bên đã thảo luận về chiến lược cho những tuần và tháng tới. Ukraine đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào lưới điện của nước này và tiến quân trên khắp tiền tuyến phía đông. Tổng thống Zelensky đến Paris từ London Anh, nơi ông đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Phát biểu sau cuộc họp tại số 10 phố Downing, Tổng thống Zelensky cho biết đã vạch ra chi tiết về kế hoạch chiến thắng, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch này nhằm tạo ra các điều kiện phù hợp để chấm dứt chiến tranh một cách công bằng. Thủ tướng Anh Stammer nhận định, cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là cơ hội để xem xét kế hoạch chi tiết hơn. Tổng thống Ukraine khẳng định, Kiev rất cần thêm viện trợ để chống trả sau khi Nga chiếm hàng chục thị trấn và làng mạc nhỏ ở phía đông nước này. Ông cũng đang thúc giục việc được sử dụng vũ khí tầm xa do các đồng minh cung cấp trong đó có tên lửa Storm Shadow của Anh, để tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga. Washington và London đã chỉ hoãn việc phê duyệt vì lo ngại điều này có thể kéo các đồng minh NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Người phát ngôn của Tổng thư ký NATO cho biết chưa từng có cuộc chiến nào giành chiến thắng chỉ bằng một loại vũ khí, do đó các cuộc đàm phán tập trung vào phạm vi hỗ trợ cho Ukraine. Viện Kien có trụ sở tại Đức đã cảnh báo rằng viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Kiev có thể giảm một nửa xuống còn khoảng 29 tỷ euro, 31 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, bước đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của ông là Ukraine được mời gia nhập NATO từ các quốc gia thành viên liên minh tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Croatia Andrei Blenkovic ngày 9 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến kế hoạch chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky nói, bước đầu tiên của kế hoạch tập trung vào việc liệu vấn đề bất ổn địa chính trị ở châu Âu có được giải quyết hay không, liệu Ukraine có giành được một ghế trong NATO hay không. Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ bị coi là thua về mặt trận chính trị ông lưu ý thêm nga phải thừa nhận rằng châu âu có biên giới và các quốc gia độc lập mọi người đều có quyền tự chọn tương lai của mình sự thật là việc nga chấp nhận thực tế này chỉ có thể bắt đầu việc nhận ra rằng ukraine sẽ không bao giờ bị khuất phục sẽ không có hòa bình nếu không có sự chắc chắn về địa chính trị ông zelensky tiết lộ bước một của kế hoạch chiến thắng rằng chúng tôi muốn thực hiện bước đầu tiên một lời mời lời mời gia nhập liên minh không phải là tư cách thành viên nato đúng tốt hơn là nên trở thành thành viên nato nhưng chúng tôi đang nói về việc củng cố vị thế của ukraine lúc này chứ không phải sau cuộc xung đột theo ông Zelensky, khi hiểu rằng có những quốc gia còn hoài nghi về vấn đề Ukraine gia nhập NATO, chúng tôi hiểu họ, đó là lý do tại sao chúng tôi đang nói về lời mời. Vì vậy, tôi thực sự không muốn có một đánh giá bằng ngoại giao từ các quốc gia thành viên, mà là một sự phản hồi thực sự để các quốc gia ủng hộ đề xuất của chúng tôi. Lời mời là một phần của những đề xuất gia nhập. Ông cũng cho biết, ông nhìn thấy cơ hội trong những tháng tới để đặt điều kiện tiên quyết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vào năm 2025, theo những điều khoản có thể chấp nhận. Ông nhấn mạnh điều này đòi hỏi những quyết định táo bạo của các đồng minh có ảnh hưởng nhất của Ukraine. Tổng thống Zelensky gần đây đã đưa ra kế hoạch chiến thắng, gồm 4 điểm chính liên quan đến tăng khả năng phòng vệ của Ukraine và một kế hoạch mà Kiev cần thực hiện hậu chiến sự. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch chiến thắng đòi hỏi quyết định nhanh chóng từ các đối tác và thời gian thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12. Ông Zelensky đã trình bày kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và dự kiến tiếp tục chia sẻ với các lãnh đạo quốc tế khác. Ông tin nếu kế hoạch được thực hiện đầy đủ, có thể khiến Nga không thể đe dọa Ukraine hay bất cứ quốc gia châu Âu nào khác trong tương lai. Và ông tin, xung đột với Nga vẫn có khả năng chấm dứt trước cuối năm sau, mặc dù Ukraine trong tuần này đã hủy kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình vào tháng 11. Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Botna cho biết, Kiev vẫn muốn tổ chức Hội nghị Hòa bình lần thứ hai vào cuối năm nay, và một trong những mục tiêu quan trọng nhất là đạt được nền hòa bình công bằng ở Ukraine. Vào tháng 7 năm 2023, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Latvia, Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ sự không hài lòng trước việc các nước không có ý định đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm mời Kiev gia nhập NATO. Truyền thông phương Tây đưa tin các quan chức Mỹ và các nhà lãnh đạo NATO khác đã tỏ ra tức giận trước những phát biểu của Tổng thống Zelensky. Kiev đã nhiều lần bày tỏ mong muốn trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh càng sớm càng tốt. Tháng 9 năm 2022, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO cấp tốc. Các tiêu chuẩn của NATO đang được áp dụng trong lực lượng vũ trang nước này và các sĩ quan đang có kế hoạch yêu cầu phải nói thông thạo tiếng Anh. Đồng thời, NATO nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập liên minh là không thể, trong khi nước này đang trong tình trạng xung đột tờ Financial Times đưa tin phương Tây có thể ngầm đồng ý để Moscow kiểm soát một số vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine. Phản ứng trước các thông tin, các nước phương Tây đang cân nhắc ủng hộ một giải pháp, trong đó Nga vẫn giữ quyền kiểm soát một số khu vực trước đây là một phần của Ukraine. Trong một bài phát biểu qua video ngày 5 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo tuyên bố các quan chức Ukraine sẽ thảo luận về một kế hoạch chiến thắng của nước này với các nước phương Tây vào tuần tới. Tuyên bố những cuộc thảo luận này sẽ giúp củng cố năng lực đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Hiện Kiev vẫn chưa công bố lộ trình kế hoạch như đã hứa hẹn trước đó. Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông khẳng định kế hoạch này bao gồm các đảm bảo an ninh giống như các thành viên NATO dành cho Ukraine. Kiev tiếp tục xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga để làm quân bài mặc cả về lãnh thổ, chuyển giao vũ khí tiên tiến do phương Tây sản xuất và thêm nhiều viện trợ tài chính quốc tế hơn cho Ukraine. Theo hãng tin Bloomberg, tháng trước một kế hoạch chiến thắng đã được tổng thống Zelensky trình bày tại Mỹ, song được cho là vấp phải sự hoài nghi của các quan chức khi cho rằng nó không phải là một kế hoạch cụ thể, thay vào đó chỉ là danh sách phần lớn thể hiện mong muốn. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc thảo luận với phương Tây sẽ giúp họ tiến gần hơn đến việc chấm dứt xung đột theo công thức hòa bình của ông. Ông Zelensky tuyên bố đây là mục tiêu của chúng tôi, đảm bảo hòa bình và an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Điều này chỉ có thể thực hiện dựa trên luật pháp quốc tế và không có bất kỳ sự mặc cả nào về chủ quyền hoặc lãnh thổ. Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin các nhà ngoại giao phương Tây và một số quan chức Ukraine đã đi đến thống nhất rằng các đảm bảo an ninh có thể tạo thành cơ sở cho một giải pháp đàm phán khi Nga vẫn giữ quyền kiểm soát trên thực tế, nhưng không phải trên pháp lý, đối với toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ Ukraine bài viết lưu ý việc chấp thuận thỏa thuận như trên ngầm ám chỉ những vùng đất đó sẽ được lấy lại thông qua các biện pháp ngoại giao trong tương lai về phía nga tổng thống vladimir putin từng tuyên bố moscow sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ngay khi ukraine bắt đầu rút quân khỏi các khu vực donetsk lugansk kherson và zaporozhye Tuy nhiên, thì vào tháng 8, ông đã loại trừ bất kỳ khả năng chấm dứt giao tranh nào với Kiev, cho đến khi quân đội Ukraine tiếp tục chiếm đóng một số khu vực thuộc Kursk. Trước đó, vào ngày 3 tháng 10, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cho mọi cuộc tiếp xúc, kể cả với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng hiện tại hai nước chưa trao đổi gì về vấn đề này. Theo hãng thông tấn TASS Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 hoặc tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, ông Biden tỏ ra hoài nghi về việc Tổng thống Nga sẽ tham dự sự kiện Tôi nghi ngờ về việc ông Putin sẽ xuất hiện khi ông Biden trả lời câu hỏi của TASS về việc có sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Nga tại các hội nghị thượng đỉnh sắp tới về vấn đề Ukraine và an ninh quốc tế hay không. Ngày 4 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện Washington và Moscow chưa có cuộc đàm phán nào về một cuộc gặp như vậy. Ông Peskov nói, chưa có cuộc đàm phán nào và cho đến hôm nay, tại thời điểm này chưa có điều kiện kiên quyết nào cho vấn đề này. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng ông vẫn để ngỏ khả năng cho mọi cuộc tiếp xúc. Nghị thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ diễn ra tại Brazil từ ngày 18 đến 19 tháng 11 tới. Trong khi đó, tuần lễ cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại Peru từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 11. Ông Peskov cho biết việc ông Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 hay không vẫn còn chưa được quyết định. Còn Brazil, chủ tịch luân phiên G20 năm nay cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được mời tham dự hội nghị thường đỉnh G20. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Quân đội Nga đã tăng cường phản công để giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị lực lượng Ukraine chiếm đóng tại vùng biên Kursk. Cụ thể ra sau, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau thời gian ngắn triển khai đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8, Ukraine tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ của đối phương. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công Kursk được cho là khiến quân đội Ukraine buộc phải giàn trải lực lượng quá mức, trong khi các lực lượng Nga vẫn từng bước giành được ưu thế ở khu vực Donetsk của Ukraine. Theo bản cập nhật mới nhất hôm ngày 11 tháng 10 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, Dường như các lực lượng Nga đã tiến vào các điểm quan trọng mà quân đội Ukraine đang chiếm đóng ở Kursk và gần như hoàn toàn xóa sổ những điểm có quy mô nhỏ hơn mà binh sĩ Ukraine kiểm soát ở quận Kluskovsky. Các blogger quân sự Nga cho biết, quân đội nước này đã bao vây lực lượng Ukraine tại các làng Louis Pimoka và Tostilov. Song, Viện Nghiên cứu Chiến tranh thừa nhận họ không thể xác nhận những tuyên bố này hoặc báo cáo về các cuộc tấn công cơ giới quy mô tiểu đoàn mà Nga triển khai trong khu vực cũng như các lực lượng Moscow đã giành lại được khu định cư nào hay chưa. Trong khi đó, ông Andriy Kovalenko tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng Moscow đã giành được ưu thế ở Kursk. Theo ông, kế hoạch của Nga tại Kursk đã bị cản trở và các lực lượng Moscow đang phải chịu tổn thất đáng kể về thiết bị. Tuy nhiên, bản đồ mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho thấy, Nga đã tiến về phía Nam và phía Tây thị trấn Veseloye, cũng như phía Bắc Liu Bimoka trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 10. Cũng trong ngày 11 tháng 10, cơ quan tình báo nguồn mở Ukraine Deep State, cho biết tình hình ở Kursk vẫn khó khăn, nhưng trong tầm kiểm soát và các lực lượng Kiev đang tiến hành nỗ lực ổn định, song chưa thể giành lại quyền kiểm soát những thứ đã mất. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Còn theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga có khả năng đang cố gắng đẩy các lực lượng Ukraine ra khỏi vùng Kursk trong điều kiện địa hình khô giáo, trước khi mưa nhiều vào mùa thu và mùa đông khiến mọi hoạt động cơ động trở nên khó khăn hơn, trong khi khuyến khích phía Ukraine cố thủ. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho hay, Nga đã triển khai 50.000 quân từ các mặt trận khác tới Kursk. Theo ông, động thái này đã làm suy yếu vị thế của quân đội Nga tại các vùng xung đột ở Ukraine, mà đặc biệt là tại các mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk. Ở một diễn biến khác, khoảng 30.400 người, trong đó có gần 8.000 trẻ em, đã phải sơ tán khỏi các vùng biên giới giáp Ukraine vì những cuộc tấn công và pháo kích. Quan chức nhân quyền của Nga cho biết, ngày 14 tháng 10, bà Tatiana Moskakova, ủy viên nhân quyền của Duma Quốc gia Nga, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin Agumenti Ifati rằng những người phải sơ tán đã được chuyển đến gần 1.000 trung tâm trú ẩn tạm thời trên khắp nước Nga. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Kiev đáp trả bằng các cuộc tấn công và pháo kích vào nhiều địa phương biên giới của Nga. Quân đội Ukraine nói rằng họ tấn công công trình hạ tầng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow. Ukraine điều quân tấn công tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8, kiểm soát được vài chục ngôi làng và vẫn duy trì được cho đến ngày nay. Bà Moskakova cho biết đã nhận được đơn kêu cứu từ hơn 1.000 người dân Nga ở tỉnh Kursk, những người không biết đang ở đâu và được cho là đã bị lực lượng Ukraine kiểm soát. Kiev chưa phản hồi về thông tin này. Cả hai bên đều phủ nhận cáo buộc tấn công hay cầm tù thường dân trong cuộc xung đột diễn ra suốt hơn 2 năm qua. Bà Moskakova cũng nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng, bà đã thăm hơn 2.000 tù nhân chiến tranh Ukraine ở Nga, giống như việc quan chức Ukraine đã thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vào điểm mạnh là nơi tập trung quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Bom lượn sử dụng trong cuộc tấn công được thả từ máy bay chiến đấu Su-34. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về thiệt hại từ cuộc tấn công của đối phương. Cùng thời điểm, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr tiết lộ, Nga đã triển khai 50.000 binh sĩ từ các hướng khác nhau tới khu vực quốc. Động thái này làm phân tán lực lượng quân đội Nga trên chiến trường, đặc biệt tại các mặt trận Zaporizhia, Khaisan và Kramatorsk ở Ukraine. Hôm mùng 6 tháng 8, Kiev tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực biên giới quốc của Nga và tiến sâu nhiều km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát hàng chục khu định cư. Ngay từ đầu, Nga đã khẳng định trục xuất quân đội Ukraine khỏi khu vực. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một trong những mục tiêu chính của chiến dịch này là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các chiến trường ở miền đông Ukraine, củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Về mục tiêu chính khi tấn công Quốc, tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Oleksandr Sisky cho hay, chiến dịch nhằm ngăn chặn Nga sử dụng Quốc là bàn đạp cho cuộc tấn công mới, chuyển hướng lực lượng của Moscow khỏi những khu vực khác. Điều này giúp tạo ra một khu vực an ninh và ngăn chặn pháo kích xuyên biên giới vào mục tiêu dân sự, cũng như nâng cao tinh thần quân đội Ukraine. Mặc dù lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiếm giữ lãnh thổ của Nga ở Kursk, nhưng các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn ở phía đông Ukraine. Quân đội Ukraine gần đây đã buộc phải rút khỏi pháo đài chiến lược Vuleida, một thị trấn nằm ở phía nam Donetsk, vốn đã kiên trì chống chọi với các cuộc tập kích của Nga trong suốt hai năm qua. Trong khi đó, Nga đang tìm cách đánh bật quân đội Kiev khỏi lãnh thổ của mình ở Kursk, tấn công vào vị trí nổi bật của Ukraine ở phía đông. Tính đến đầu tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin, lực lượng của ông kiểm soát hơn 1.300 km2 tại vùng Kursk, bao gồm 100 khu định cư. Tính đến tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục ước tính quân đội nước này mất hơn 13.800 quân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe ô tô trong cuộc chiến tại vùng quốc. Kết quả cuộc giao tranh ở vùng quốc có tác động đáng kể đến tiến trình cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Nếu giữ được một phần lãnh thổ Nga, Ukraine sẽ sở hữu con bài có giá trị cao trong mọi cuộc đàm phán hòa bình. Bộ Quốc phòng Nga trong tuần qua tuyên bố, lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi hai ngôi làng của Nga gần biên giới. Cụ thể, quân đội Ukraine đã bị trục xuất khỏi Novaya, Sorochina, cách thị trấn Suza 15 km về phía bắc. Các lực lượng Nga cũng đã chiếm lại Nikolsky, một khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam của vùng quốc do Ukraine kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ cảnh quay từ Nikolsky cho thấy các nhóm tấn công tiến vào khu vực này bằng xe chiến đấu bộ binh BMP2. Bộ này cho biết nhiều quân nhân Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi vị trí của họ và rút lui trong tình trạng hỗn loạn. Cuộc tấn công của Ukraine vào coast đang ngày càng mất đà và tình hình trở nên bế tắc kéo dài nhiều tuần. Kể từ giữa tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động phản công và giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và làng mạc thưa quý vị, Nga tiếp tục tấn công mạnh vào các vị trí của Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Ngày 12 tháng 10, quân đội Nga đã tiến hành một trong những cuộc phản công lớn nhất kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk, đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở một số khu vực tại Kursk. Cuộc phản công của Nga bắt đầu được tăng cường từ ngày 10 tháng 10 và tác động mạnh đến hai quận Sudzhansky và Korenevsky, nơi trước đó đã bị lực lượng Ukraine tấn công. Đòn gián chính của Ukraine được tiến hành tại khu định cư Lyubimovka, nơi theo các nguồn tin của Ukraine, lực lượng của họ đã phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và bao vây hai tiểu đoàn Ukraine. Theo dự án phân tích RIBA, Phía Kiev bắt đầu điều thêm lực lượng tới Suzhanskoye nhằm ổn định mặt trận và giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất. Giao tranh cũng tiếp diễn tại quận Korenevsky, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt tại khu vực Zelenysliak. Theo thông tin từ kênh Telegram to Major, quân đội Nga đã chọc thủng sườn trái của lực lượng Kiev và giành được vị trí tại một số khu vực đông dân cư, các nhà phân tích Onsin Ukraine của dự án Deep State xác nhận những bước tiến đáng kể của quân đội Nga. Theo dữ liệu của họ, quân đội Nga đã tiến được khoảng 7 km và tiếp tục nỗ lực giành được vị trí tại các khu định cư Novoi Vanitka và Zeleniput. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11 tháng 10 tuyên bố lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở khu vực biên giới Kursk. Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga ở Kursk kể từ khi mở chiến dịch đột kích hồi đầu tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 10 thông báo, lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine gần Liubimovka, Tostilak và Novoyvanovka ở Kursk trong 24 giờ qua. Nga xác nhận tổn thất của Ukraine ở các khu vực này trong ngày lên tới 60 quân nhân. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội của họ tiếp tục các hoạt động nhằm hạ gục và đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk. Máy bay Nga đã tấn công lực lượng Kiev gần 18 khu định cư ở tỉnh Kursk của Nga và 13 khu định cư ở tỉnh Sumy của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công của quân đội Nga buộc một số binh sĩ Ukraine phải đầu hàng ở Kursk. Phía Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 400 quân cùng 18 xe bọc thép trong ngày 12 tháng 10. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống pháo phòng phóng loạt, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị công bình cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 10 thừa nhận lực lượng Nga đã tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở Kursk, nhưng lực lượng Kiev vẫn cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố cuộc tiến công của Ukraine và Kursk nhằm chuyển hướng quân đội Nga khỏi các vị trí tiền tuyến ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến ổn định trong những tháng gần đây. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, cảnh sát Mỹ đã ngăn chặn âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump lần 3 bắt giữ một nam giới đã lên đạn và giấy phép giả vào cửa tại một cuộc meeting ở California. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Hãng RT và báo Express đưa tin, vụ việc xảy ra vào hôm 12 tháng 10 ở bên ngoài tổ chức một cuộc meeting của ông Trump ở Coachella, California. Văn phòng Cảnh sát quận Riverside ngày 13 tháng 10 thông báo, Van Miller, một cư dân Las Vegas 49 tuổi đã bị bắt giữ tại một trạm kiểm soát bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc meeting với một khẩu súng ngắn sở hữu bất hợp pháp, một khẩu súng lục đã nạp đạn và một băng đạn dùng lượng lớn. Theo cảnh sát trưởng Riverside, ông Charles Bianco Miller đã xuất trình thẻ vip và thẻ báo chí giả tại trạm kiểm soát. Chúng đủ khác biệt để gây báo động. Chúng tôi có lẽ đã ngăn chặn được một vụ ám sát nữa. Ông Bianco mô tả Miller là một công dân có chủ quyền, nghĩa là một nhóm những người theo chủ nghĩa tự do cực đoan, cho rằng chính phủ không thể thực thi quyền lực hợp pháp của họ. Miller là đảng viên Cộng hòa đã đăng ký, có bằng thạc sĩ của Đại học California và đã tranh cử vào hội đồng tiểu bang Nevada năm 2022. Đối tượng này không xác nhận hay phủ nhận anh ta có ý định ám sát ông Trump. Cảnh sát trưởng Bianco nói Nghi phạm đã được tại ngoại sau khi nộp 5.000 đô la Mỹ tiền bảo lãnh và sẽ phải ra tòa vào tháng 1 năm 2025 với cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép. Trong 3 tháng qua, ông Trump phải đối mặt với hai vụ ám sát hụt. Cựu Tổng thống, ứng viên của Đảng Cộng hòa này đã thoát chết trong gang tấc trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào hồi tháng 7 khi một viên đạn bắn sượt qua tay ông tay súng nấp trên một mái nhà gần nơi tổ chức cuộc vận động tranh cử đã bắn chết một người và làm bị thương hai người khác trước khi bị bắn hạ. Âm mưu sát hại thứ hai diễn ra tại sân gôn của ông Trump ở West Palm Beach, Florida vào tháng 9. Một tay súng nhắm vào cựu tổng thống từ phía sau bụi rậm đã bị các mật vụ dọa sợ và bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm được xác định là Ryan Wesley Rao. Hồi cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông đã ra lệnh cho cơ quan mật vụ bảo vệ ông Trump như một tổng thống đường nhiệm và cung cấp cho ứng viên này bất kỳ hỗ trợ an ninh nào mà chiến dịch của ông Trump yêu cầu. Ở bộ diễn biến khác, trong tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ đẩy mạnh hoạt động tranh cử tại các bang chiến địa của bầu cử Mỹ. Tờ The Hill dẫn thông tin từ chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, ngày 14 tháng 10, bà có lịch trình ở hạt Erie, Pennsylvania. Cùng ngày, ông Wan có mặt tại thành phố Eau và thành phố Green Bay, bang Wisconsin. Ngày 15 tháng 10, bà Harris sẽ đến thành phố Detroit, bang Michigan để gặp gỡ các doanh nghiệp da màu. Còn ông Wan vận động ở miền Tây Pennsylvania với các điểm dừng ở vùng Volant, thị trấn Butler và thành phố Pittsburgh. Ngày 16 tháng 10, bà Harris quay lại bang Pennsylvania trước khi đến thành phố Milwaukee, thành phố Las Crosses và thành phố Green Bay, bang Wisconsin vào hôm sau. Về phần mình, ông Juan tham dự sự kiện ở bang Bắc Carolina vào ngày cử tri bang này bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 17 tháng 10. Đến ngày 18 tháng 10, bà Harris trực chỉ thành phố Grand Rapids, thành phố Lansing và hạt Oakland của Michigan kế đến là Detroit, Michigan và Atlanta, Georgia hôm 19 tháng 10. Cựu tổng thống Barack Obama trong tuần cũng vận động tranh cử cho bà Harris ở Arizona và Nevada. Lịch trình trên được công bố sau khi chiến dịch của phó tổng thống lần đầu công khai thông tin về tình hình sức khỏe của bà Bác sĩ Joshua Simon của Nhà Trắng xác nhận sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của bà Harris đều trong tình trạng tuyệt hảo để đảm nhận vai trò Tổng thống Mỹ nếu đắc cử, theo Reuters hôm qua. Cùng ngày, ông Stephen Chung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, khẳng định cựu Tổng thống đã tự nguyện cập nhật về tình trạng sức khỏe từ bác sĩ riêng cũng như từ bác sĩ Ronnie Jackson đã điều trị cho ông sau lần ám sát hụt ở thị trấn Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Trên thực tế, đến nay hồ sơ sức khỏe của ông Trump vẫn chưa được công khai. Thưa quý vị, càng cần tới ngày bầu cử, nỗi lo về tính mạng của mình. Sau hai lần bị ám sát hụt, càng được cựu Tổng thống Donald Trump tỏ rõ. Cụ thể, trước đó, ông Trump từng chia sẻ trên mạng xã hội chút sổ sổ của ông rằng có những mối đe dọa lớn đối với tính mạng của ông liên quan tới yêu cầu trên tổng thống mỹ joe biden cùng ngày tuyên bố đã chỉ đạo chính quyền bảo vệ vị cựu tổng thống này như thể ông là một tổng thống đương nhiệm tổng thống biden cho rằng cơ quan mật vụ mỹ nên tôn trọng yêu cầu của ông trump về việc được bảo vệ bằng các phương tiện quân sự trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử nếu việc này không vượt quá yêu cầu được bảo vệ như đối với một tổng thống đương nhiệm trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần này cho tới nay ông Trump đã hai lần bị ám sát hụt. Hồi giữa tháng 7 năm nay, ông Trump suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Chỉ hai tháng sau, vào chiều ngày 15 tháng 9, trong khi chơi golf ở thành phố West Palm Beach, bang Florida, ông lại trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát khác. Kết quả một cuộc thăm dò mới do báo The New York Times, Đại học Siena công bố ngày 10 tháng 10 cho thấy, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Texas và Florida. Phóng viên tại Mỹ dẫn nhận định của các chuyên gia cho biết, kết quả trên cho thấy khả năng lớn Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát thượng viện từ tay Đảng Dân chủ trong mùa thu này. Hiện tại, Đảng Dân chủ đang nắm giữ đa số 51 ghế tại thượng viện. Tuy nhiên, việc Thượng nghị sĩ Joe Manchin bang West Virginia quyết định không tái tranh cử đã khiến Đảng Dân Chủ đối mặt với nguy cơ mất thêm ghế. Hy vọng duy nhất của họ là duy trì vị thế cân bằng 50-50. Thượng nghị sĩ John Tester của bang Montana, một trong những đảng viên Dân Chủ gặp khó khăn nhất, đang tụt lại phía sau đối thủ Đảng Cộng Hòa, Tim Sheehy, một doanh nhân giàu có và cựu lính đặc nhiệm hải quân siêu, với tỷ lệ 52% so với 44%. Bang Montana với dân số khoảng 1,1 triệu người đã chứng kiến lượng tiền khổng lồ đổ vào cuộc đua tranh cử vào thượng viện năm nay. Theo Ad Impact, hơn 265 triệu đô la Mỹ đã được chi cho quảng cáo trên truyền hình liên quan đến cuộc đua này. Tại Montana, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Harris với cách biệt lớn 57% so với 40%. Điều này tương tự như lợi thế của thống đốc Greg Giant Forte của Đảng Cộng hòa trước đối thủ dân chủ Ryan Brucey 57%, 35%. Tại Texas, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước đối thủ dân chủ Colin Alfred với tỷ lệ 48% so với 44%. Tại Florida, Thượng nghị sĩ Rick Scott của Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước đối thủ Debbie Mukasell Power của Đảng Dân Chủ với tỷ lệ 49%, 40%. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo. Thưa quý vị, trong bối cảnh leo thang căng thẳng chiến sự Nga Ukraine, cựu tổng thống Donald Trump tiếp tục khiến dư luận tò mò về những khả năng có thể xảy ra trên chiến trường Ukraine nếu ông trở lại Nhà Trắng. Trong khi Mỹ lên dây cót cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, một câu hỏi vẫn khiến dư luận quan tâm là liệu chính sách của Mỹ đối với Ukraine sẽ thế nào nếu cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Trong trường hợp ông Trump trở lại Nhà Trắng, diễn biến của cuộc chiến Ukraine sẽ phụ thuộc phần lớn vào liệu chính quyền mới có coi việc hỗ trợ cho Ukraine rủi ro hơn so với không hành động gì hay không, xét về cả khía cạnh an ninh chính trị và kinh tế. Trên cơ sở đó, trang Straight for Worldview – nhận định bốn kịch bản chính có thể xảy ra với chiến sự Nga Ukraine nếu ông Trump tái đắc cử. Kịch bản thứ nhất đóng băng xung đột. Một kịch bản có khả năng xảy ra là xung đột đóng băng với một lệnh ngừng bắn mong manh nhằm tạm thời chấm dứt tình trạng thù địch nhưng không có thỏa thuận hòa bình. Ở kịch bản này, Mỹ có thể cắt viện trợ hoàn toàn và bỏ mặc Ukraine, nhưng mức độ cắt giảm viện trợ của Western sẽ đủ để bộ Ukraine phải tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Trên thực tế, Ukraine đang phải đối mặt với những hạn chế về cả trang thiết bị và nhân sự. Trong khi đó, nền kinh tế Nga đến nay hoạt động tốt, nhưng vẫn có những dấu hiệu quá tải. Việc tạm dừng giao tranh sẽ tạo điều kiện cho cả hai bên phục hồi và điều chỉnh. Kịch bản này cho phép Nga củng cố các khu vực đã sáp nhập từ Ukraine và chuẩn bị lực lượng nếu cuộc chiến tiếp diễn. Một cuộc xung đột đóng băng cũng đảm bảo NATO không mở rộng hơn nữa về phía đông, một xu hướng mà Moscow cho là gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia trong khi đó châu âu có thể tiếp tục tập trung củng cố quân đội ukraine nhằm ngăn chặn nga phát động các cuộc tấn công mới lệnh ngừng bắn như vậy là khả thi bởi theo một số nhà phân tích của reuters nga sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng xung đột hơn nữa một số chính phủ và tổ chức chính trị phương tây cho rằng một giải pháp đàm phán là trong tầm tay và nên được khuyến khích họ cân nhắc đến yêu cầu hàng đầu của moscow là làm chậm hỗ trợ quân sự và đóng băng quá trình ukraine gia nhập nato còn đối với Ukraine, việc thiếu viện trợ từ Mỹ sẽ khiến họ khó tiếp tục cuộc chiến vì lo ngại mất thêm lãnh thổ. Kịch bản 2, Mỹ duy trì viện trợ khiến xung đột có nguy cơ leo thang hơn. Nếu ông Trump giành chiến thắng, cuộc chiến ở Ukraine có thể tiếp tục rằng co với nguy cơ Mỹ tham gia sâu hơn nữa. Ông có thể duy trì các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Ukraine, từ chối thúc đẩy Kiev đàm phán, tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine theo nhiều hình thức khác nhau, từ cấp vũ khí đến chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ huấn luyện binh sĩ nếu mỹ duy trì ủng hộ ukraine cuộc chiến có nguy cơ leo thang ác liệt hơn để đưa ra những đáp trả cứng rắn hơn trên chiến trường không loại trừ khả năng ông trump sẽ thay đổi tính toán của mỹ và cung cấp cho ukraine các hệ thống vũ khí mà chính quyền hiện tại coi là lằn danh đỏ ông cũng có thể cho phép kiev sử dụng vũ khí do mỹ viện trợ để tấn công vào lãnh thổ nga Giống như Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump hoàn toàn có khả năng đề cập tới lá bài vũ khí hạt nhân trong những gian đề của mình. Ông có thể tiếp cận vấn đề hạt nhân theo những quan điểm chính thống thận trọng, cũ kỹ, mà theo những quy tắc riêng để củng cố vị thế của Mỹ và Ukraine trên bàn đàm phán. Mặc dù luôn chỉ trích chính quyền hiện tại về việc viện trợ cho Ukraine, nhưng chấm dứt khoản viện trợ đó không phải là điều dễ dàng đối với ông Trump. Ngay cả khi ông thực sự có ý định từ bỏ Ukraine, ông sẽ phải đấu tranh trong chính đảng của mình tuyên bố có thể kết thúc chiến tranh trong 24 giờ với nỗ lực thúc đẩy Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán, không đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ có thái độ hành động hòa hoãn và nhân nhượng với Nga để đổi lấy đàm phán hòa bình như một số ý kiến. Từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hoặc sự hiện diện quân sự của nước này tại miền đông Ukraine. Ông cũng phá vỡ chính sách của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama bằng cách gửi hỗ trợ quân sự sát thường cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelin. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump chưa phải đối phó trực tiếp với cuộc chiến nào. Từ năm 2017 đến năm 2021, Nga không có bất cứ động thái quân sự lớn nào. Tuy nhiên, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ tiếp theo có lẽ sẽ chứng kiến Ukraine thất bại trong cuộc chiến lớn đầu tiên của châu Âu kể từ năm 1945. Với viễn cảnh như vậy, vị thế của Mỹ trên thế giới sẽ bị đe dọa nghiêm trọng và việc đổ lỗi cho các chính quyền trước đây không thể giúp cải thiện tình hình. Nhiệm kỳ tiếp theo của ông Trump, nếu thực sự xảy ra, không ngoại trừ khả năng làm xung đột leo thang, phong cách giao tiếp và làm việc của ông có thể kéo theo rủi ro. Nếu không thể kết thúc xung đột trong vòng 24 giờ như đã hứa, ông Trump được cho là sẽ chuyển hướng sang tăng cường sức mạnh và can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine. Khi đó, Nga sẽ buộc đáp trả tương xứng và khiến quy mô xung đột mở rộng hơn nữa. Với kịch bản này, cuộc chiến giữa Nga-Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt, đòi hỏi khoản lớn chi phí kinh tế, quân sự và thiệt hại về người ngày càng tăng đối với cả hai nước. Tuy vậy, việc Mỹ duy trì hỗ trợ sẽ cho Ukraine thấy được sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ hơn từ phương Tây. Kịch bản 3. Thúc đẩy Nga và Ukraine đàm phán chấm dứt xung đột trong khi chính phủ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẵn sàng phối hợp với Mỹ bất kể Tổng thống tiếp theo là ai. Nhiều người Ukraine lo lắng kế hoạch chấm dứt xung đột của ông Trump đồng nghĩa với cắt viện trợ quân sự cho Kiev. Điều đó khiến Ukraine phải đưa ra lựa chọn, tiếp tục chiến đấu mà không có bất kỳ sự hỗ trợ bổ sung nào của Mỹ và chịu tổn thất lớn hoặc đàm phán hòa bình theo các điều khoản bất lợi. Khả năng này được đưa ra dựa trên những động thái và phát ngôn gần đây của ông Trump về Ukraine. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất, ông Trump nhắc lại tuyên bố nếu tái đắc cử, ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông Trump làm điều đó bằng cách nào, ông đã không đưa ra câu trả lời. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters năm ngoái, ông nói Ukraine có thể phải nhượng lại một số lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình. Trước đó vào tháng 2, ông Trump nỗ lực kêu gọi Đảng Cộng hòa ngăn chặn thượng viện thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Cựu Tổng thống cũng từng tuyên bố Mỹ nên ngừng viện trợ nước ngoài trừ khi viện trợ đó được cung cấp dưới dạng khoản vay. Ngoài ra, cần tính đến động cơ cá nhân của ông Trump để lý giải vì sao trường hợp này có thể xảy ra. Cựu Tổng thống bị cho là khúc mắc với chính quyền Ukraine từ năm 2019 khi ông bị buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump đã gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải công bố cuộc điều tra về Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, nhưng phía Ukraine từ chối. Tuy nhiên, khả năng đạt được một cuộc đàm phán hòa bình không chỉ phụ thuộc vào hành động từ phía ông Trump, mà còn phụ thuộc cả vào những tính toán và lợi ích chiến lược của nước Nga. Từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm, lập trường của Tổng thống Vladimir Putin là sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu Kiev từ bỏ ý định gia nhập NATO và rút quân khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố sắp nhập là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Ông Putin nhấn mạnh mục tiêu của Moscow là chấm dứt xung đột chứ không chỉ đơn thuần là đóng băng. Tuy nhiên, một thỏa thuận cuối cùng làm hài lòng cả hai bên và dẫn đến một giải pháp hòa bình vĩnh viễn cực kỳ khó khăn, bởi cả Nga và Ukraine đều muốn kiểm soát các khu vực mà Nga đã sắp nhập kể từ năm 2022. Trong khi đó, Nga không chấp nhận một thỏa thuận mà cho phép Ukraine gia nhập NATO. Ở chung ngược lại, Ukraine cũng không có ý định từ bỏ tham vọng này. Kịch bản 4. Ukraine cố gắng kéo NATO vào cuộc chiến đây là kịch bản xấu nhất cho các bên liên quan trong cuộc chiến nhưng ít có khả năng xảy ra trong kịch bản này kiev nhận thức được rằng nếu ông trump tái đắc cử và cắt viện trợ cho ukraine họ sẽ không có sự đảm bảo về an ninh chính trị và vật chất hơn nữa ukraine có thể cũng sẽ mất dần sự ủng hộ từ khối nato do đó để bảo vệ đến cùng lợi ích của mình kiev dường như ngày càng mạo hiểm hơn với nước có tấn công vào lãnh thổ nga ngay cả khi điều này có nguy cơ kéo theo hành động trả đũa của moscow và bắt đầu một vòng xoáy leo thang ăn miếng trả miếng cuối cùng gây ra một cuộc xung đột lớn hơn giữa nga và nato một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột mở rộng như vậy là ukraine vi phạm các hạn chế của phương tây và sử dụng vũ khí của họ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ nga nhắm vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng khác tuy nhiên kịch bản này gần như không thể xảy ra vì kiev biết các quốc gia phương tây sẽ không thể mạo hiểm xung đột trực tiếp với nga hơn nữa, nếu xung đột Nga-NATO xảy ra, nó đồng nghĩa với Thế chiến thứ ba. Chính quyền ông Trump gần như sẽ giảm hỗ trợ cho Ukraine để chuyển hướng nguồn lực. Hai bên đều đang chú ý đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Trong cuộc bầu cử năm nay, chính sách đối ngoại đã trở nên có sức nặng và là vấn đề đáng quan tâm đối với cử tri. Do đó, có thể nói cục diện xung đột Ukraine gắn chặt với kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, truyền thông Israel cho biết, UAV của Hezbollah đã đâm vào một phòng ăn bên trong căn cứ quân sự của lực lượng phòng vệ Israel, khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng. Radar của lực lượng phòng vệ Israel đã mất dấu UAV này. Bốn binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel đã thiệt mạng và 58 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Hezbollah vào một căn cứ quân sự ở Binyamina ở miền bắc Israel đêm ngày 13 tháng 10. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công cho việc họ nhắm vào một căn cứ huấn luyện thuộc lữ đoàn Golani của lực lượng phòng vệ Israel. Lực lượng quân sự phi chính thức của Bằng đã coi vụ tấn công chết chóc này là bằng chứng về năng lực của mình, ngay cả trong thời điểm quân đội Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở miền Nam Liban. Truyền thông Israel cho biết, UAV của Hezbollah đã đâm vào một phòng ăn bên trong căn cứ quân sự của lực lượng phòng vệ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết có 7 người lính khác bị thương nghiêm trọng và 14 người khác bị thương ở mức độ vừa phải. Trong một tuyên bố ngay sau nửa đêm, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết UAV không kích bất kỳ còi báo động nào ở Israel. Một cuộc điều tra ban đầu về vụ tấn công cho thấy UAV do Hezbollah phóng đi đã xâm nhập không phận Israel từ biển. Cả hai đều là UAV Mises, được Iran gọi là Ababinti. UAV tự sát này có tầm tấn công 120 km, tốc độ tối đa 370 km h khả năng mang tới 40 kg thuốc nổ và khả năng bay ở tốc độ cao lên tới 3.000 m. Cả hai đều bị radar của Israel theo dõi và một chiếc đã bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển phía Bắc Haifa. Tiếng còi báo động vang lên ở khu vực phía Tây Galilee máy bay và trực thăng của IAF đã truy đuổi UAV thứ hai, nhưng nó đã biến mất khỏi radar và lực lượng Israel đã mất dấu nó. Có thể là do nó bay rất gần mặt đất. Không có còi báo động nào vang lên vì người ta cho rằng nó đã bị rơi hoặc bị chặn lại sau khi biến mất rồi bất ngờ xuất hiện tại căn cứ quân sự nói trên. Quân đội Israel cho biết nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Liban đã bắn tới 320 tên lửa xuyên biên giới về phía nước này vào cuối tuần, Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah bắt đầu phóng mưa tên lửa từ lúc khoảng 18 giờ theo giờ địa phương ngày 11 tháng 10 khiến 3 người bị thương nhẹ do các mảnh đạn văng trúng. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn hôm 12 tháng 10 tuyên bố tiếp tục nã tên lửa với Israel nhắm vào binh lính IDF đang tập trung ở những ngôi làng giáp biên giới với Liban. Hezbollah cũng khẳng định đã tiến hành một vụ không kích bằng máy bay không người lái UAV vào vùng ngoại ô Tel Aviv một ngày trước đó. IDF xác nhận đã phát hiện hai máy bay xuất phát từ Liban ở miền trung Israel hôm 11 tháng 10. Họ khẳng định đã ngăn chặn thành công một trong hai máy bay này, nhưng không nêu rõ điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay còn lại. IDF nói thêm, một tòa nhà thuộc Viện Dưỡng Lão ở Herliza, phía bắc Tel Aviv, đã bị hư hại nhưng không có thương vong trong sự cố. Cũng theo quân đội Israel, khoảng 40 quả tên lửa được phóng từ Liban vào Israel trong hai đợt riêng rẽ hôm 13 tháng 10, nhưng chúng đều bị hệ thống phòng không địa phương bắn chặn hoặc rơi xuống các khu vực chống trải. Nhà chức trách Israel đã kích hoạt báo động ở một số cộng đồng thuộc vùng Thượng Galilee và biên giới phía bắc đất nước vì cả hai vụ tấn công tên lửa này. Một quan chức Israel tiết lộ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ họp nội các trong ngày 13 tháng 10 để thảo luận về tình hình an ninh của đất nước cũng như các chiến dịch quân sự chống những nhóm vũ trang đồng minh của Iran trong khu vực. Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Kass đã lên tiếng bảo vệ quyết định cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhập cảnh vào nước này. Động thái diễn ra sau khi hơn 100 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc cùng bày tỏ phản đối quyết định của Tel Aviv, đồng thời nhấn mạnh hoàn toàn ủng hộ cũng như tin tưởng vào Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và công việc của ông. Ngoại trưởng Kass đã phản hồi trong một thông điệp đăng tải trên Twitter rằng việc cấm cửa Tổng thư ký Guterres bắt nguồn từ việc ông từ chối lên án cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Iran nhằm vào Israel cũng như các hành vi bài do Thái và Israel của vị lãnh đạo Liên Hợp Quốc này. Ông Kass quả quyết gần 90% người Israel đồng ý với động thái trên và rằng ông Guterres có thể tiếp tục cố gắng thu thập chữ ký ủng hộ mình từ các thành viên Liên Hợp Quốc, nhưng Israel sẽ không thay đổi quyết định. Một nguồn tin an ninh Liban nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut đã nhắm vào ít nhất một quan chức cấp cao của Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Ông Wafi Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah, chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan an ninh Lê đã bị Israel nhắm mục tiêu vào tối ngày 10 tháng 10 nhưng vẫn sống sót. Các cuộc không kích của Israel đã tấn công vào khu dân cư đông đúc, gồm các tòa trung cư và các cửa hàng nhỏ ở trung tâm Beirut. Trước đó, Israel chưa từng tấn công khu vực này, vốn cách xa vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi trụ sở của Hezbollah đã bị Israel ném bom nhiều lần. Israel không đưa ra cảnh báo sơ tán trước các cuộc không kích hôm 10 tháng 10. Đây là cuộc tấn công thảm khốc nhất vào trung tâm Beirut kể từ khi bắt đầu các cuộc giao tranh. Bộ Y tế Liban ghi nhận có 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Sau khi Israel giết chết một loạt các quan chức cấp cao của Hezbollah trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Hassan Nasrallah, ông Wafi Safa là một trong số ít những nhân vật cấp cao còn sống sót khi các cấp lãnh đạo cao cấp của nhóm này đang chật vật tái tổ chức. Nỗ lực giết ông Safa, người có vai trò kết hợp các vấn đề an ninh và chính trị, đánh dấu việc mở rộng mục tiêu của Israel nhắm vào giới quan chức Hezbollah, trước đây vốn đã tập trung vào các chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo cấp cao của nhóm. Trong khi đó, quân đội Israel cũng đã ban hành cảnh báo sơ tán mới vào đêm ngày 10 tháng 10 đối với các vùng ngoại ô phía nam của Beirut, bao gồm các tòa nhà cụ thể. Trước đó trong ngày, Israel đã cảnh báo người dân Liban không được trở về nhà ở phía nam để tránh bị thương do chiến tranh. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết hai nhân viên của họ đã bị thương trong một chiếc xe tăng của Israel bắn vào tháp canh hôm 10 tháng 10 tại trụ sở chính của lực lượng này ở Ras al đâm vào tháp và khiến những người gìn giữ hòa bình này ngã xuống. Sự an toàn của hơn 10.400 nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban đang ngày càng bị đe dọa và các hoạt động hầu như đã dừng lại kể từ cuối tháng 9. Theo người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Jean Barrier Lacrosis, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc gọi các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Nhà Trắng cho biết Mỹ vô cùng quan ngại trước thông tin lực lượng Israel đã nổ súng vào các vị trí của Liên Hợp Quốc và đang gây sức ép với Israel để cung cấp thông tin chi tiết. Trước đó, ngày 10 tháng 10, các quan chức Ả Rập cho biết Tehran đã gửi cảnh báo tương ứng tới Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê Út và Qatar. Chính quyền các nước này được cho là đã thông báo tới Mỹ rằng họ không muốn cung cấp cơ sở hạ tầng quân sự hoặc không phận cho Mỹ và Israel để thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran. Nếu vậy Israel sẽ phải điều máy bay qua Jordan và Iraq hoặc qua Biển Đỏ và xung quanh bán đảo Ả Rập, sử dụng khả năng tiếp nhiên liệu trên không nếu muốn tấn công Iran. Tuần trước, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran tuyên bố, trong trường hợp có sự can thiệp trực tiếp của các nước ủng hộ Israel, bao gồm Mỹ và gây hấn với Iran, các căn cứ và lợi ích của họ ở Trung Đông sẽ đồng thời phải đối mặt với các cuộc tấn công mạnh mẽ. Hôm 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm để thảo luận về kế hoạch tấn công Iran của Israel. Theo truyền thông Mỹ, khoảng cách đã thu hẹp giữa những gì người Israel muốn làm và những gì người Mỹ sẵn sàng để họ làm. Trong khi đó, Reuters hôm 10 tháng 10 đưa tin các nước vùng vịnh đã yêu cầu Mỹ ngăn chặn Israel nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Họ cho rằng điều này sẽ làm gián đoạn cuộc bầu cử Mỹ. Theo Reuters, một số nước Ả Rập ở Vịnh Ba Tư đã vận động Mỹ hạn chế Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì lo ngại Tehran có thể trả đũa bằng cách tấn công hoạt động sản xuất của họ và làm gián đoạn thị trường toàn cầu. Ngoài ra, Reuters dẫn ba nguồn tin tiết lộ Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nói với Washington rằng họ sẽ không cho phép máy bay của Israel sử dụng không phận của họ để tấn công. Nguồn tin của cả hai bên cho biết, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman được cho là đã thảo luận về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi hôm 9 tháng 10. Hai quan chức Iran xác nhận Tehran đã cảnh báo Riyadh không giúp đỡ Tel Aviv Đồng thời lưu ý nước này không thể đảm bảo an toàn cho các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út nếu hỗ trợ Israel. Các nguồn tin vùng Vịnh nói với Reuters rằng Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất rất muốn giảm leo thang căng thẳng. Theo một nguồn tin khác, ở vùng Vịnh, Mỹ sẽ không cho phép cuộc chiến dầu mỏ mở rộng vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội giành chiến thắng của ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới. Nguồn tin nói, nếu giá dầu tăng lên 120 đô la Mỹ trên một thùng, điều đó sẽ gây tổn hại cho cả nền kinh tế Mỹ và cơ hội tranh cử của bà Harris. Giá dầu thô Brent hiện ở mức 78,10 đô la Mỹ trên một thùng hôm 9 tháng 10. Nhà Trắng không bình luận về những thông tin trên, nhưng xác nhận Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận qua điện thoại về các cuộc tấn công tiềm tàng của Israel. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm trực tiếp kéo dài 30 phút với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 9 tháng 10. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sau gần hai tháng và là dịp để trao đổi về đòn đáp trả đã lên kế hoạch của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Thư kỳ báo chí Nhà Trắng Karen jean mô tả, Cuộc điện đàm này là phần mở rộng của các cuộc thảo luận giữa các quan chức Mỹ và Israel về phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Iran. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng đòn đáp trả của Israel phải tương xứng. Theo thông báo của Nhà trắng, Tổng thống Biden cũng lưu ý nhu cầu giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao ở Gaza và Liban. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới, cả trực tiếp và thông qua các nhóm an ninh quốc gia của họ. Nhà trắng cho biết thêm về tình hình Gaza, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải đổi mới biện pháp ngoại giao để giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ. Tổng thống Biden cũng thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza và sự cấp thiết phải khôi phục quyền tiếp cận phía Bắc, bao gồm cả việc khôi phục lại hành lang từ Jordani ngay lập tức. Theo CNN ngày 9 tháng 10, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết, phong trào này ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Liban, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này công khai tán thành lệnh ngừng bắn và không đặt điều kiện phải chấm dứt xung đột ở Gaza. Phó Tổng Thư ký Hekbola Naim Kosem cho biết, Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực chính trị do Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri lãnh đạo nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vững chắc và ngoại giao có thể đạt được, mọi chi tiết khác sẽ được thảo luận và các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở hợp tác. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Liban Abdallah Habib chia sẻ với CNN rằng ông Hassan Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn tạm thời theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh khác trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước. Ngay sau đó, ông Nasrallah đã bị Israel ám sát. Nhưng dù Hezbollah công khai ủng hộ nỗ lực ngừng bắn, tình hình vẫn rất khó đoán định. Trong bài phát biểu của mình, ông Qasem khẳng định rằng phong trào này sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Israel không chấm dứt các cuộc tấn công. Ngày 9 tháng 10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, trong những ngày gần đây, nhà chức trách Israel đã lại một lần ra lệnh cho hơn 400.000 người, vốn còn ở lại khu vực phía bắc của Wadi Gaza thuộc giải Gaza, phải chuyển xuống phía nam. Trong khi đó, phía Israel cũng đang thắt chặt việc hạn chế tiếp cận và mở rộng chiến dịch quân sự ở phía bắc cùng vùng lãnh thổ của Palestine. OCHA nhấn mạnh rằng cơ quan này tiếp tục quan ngại sâu sắc về tình hình ở các khu vực phía bắc của Gaza. Theo OCHA, các cửa khẩu để đi vào khu vực phía bắc Gaza phần lớn đã đóng cửa đối với hoạt động nhân đạo cũng như giao thương khi các trạm kiểm soát ở bên trong Gaza thì chỉ cho phép dân thường di chuyển xuống phía nam và cho phép một số lượng nhỏ giọt viện trợ nhân đạo vào khu vực phía bắc. Ocha cảnh báo rằng những diễn biến này đang khiến cho những dịch vụ thiết yếu cơ bản của người dân nơi đây lần lượt phải ngừng hoạt động. Theo Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA, 7 trường học trong khu vực được dùng làm nơi tạm trú cho những người đến lánh nạn cũng đang phải di rời và hiện chỉ còn hai trong số 8 giếng nước ở trại tị nạn Jabalia còn hoạt động. Người dân ở phía Bắc Gaza đang đối mặt với tình trạng thiếu đói vô cùng nghiêm trọng. Phát biểu trong buổi họp báo tại Ankara hôm 9 tháng 10, đại sứ Ukraina tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasin Bodna cho biết Ukraina đặt mục tiêu sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình mới vào cuối năm nay với sự có mặt của nga song loại trừ việc tiến hành đàm phán song phương trực tiếp với moscow đại sứ potna nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hội nghị này là đạt được một nền hòa bình công bằng ở ukraine ông potna bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ diễn ra vào cuối năm và cộng đồng quốc tế sẽ cùng với ukraine lập ra một danh sách các bước có thể thực hiện để đạt được nền hòa bình đó trước khi đưa ra đề nghị với phía nga cũng theo đại sứ Bona, việc trao đổi với Nga sẽ không được tiến hành trực tiếp mà thông qua các bên thứ ba. Một trong những bên quan trọng có thể đảm nhận vai trò trung gian này là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ tốt với cậu Quay Na và Nga. Trong ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Israel thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở miền nam Liban. Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đã giành quyền kiểm soát làng Maroun Andras ở miền nam Liban. Ông Cohen tuyên bố các thành viên can đảm của lực lượng phòng vệ Israel đã kiểm soát làng Maroun Andras, phá hủy những cơ sở được Hezbollah dùng để phóng tên lửa chống lại người dân Israel. Quân đội Israel sẽ truy quét mọi địa điểm mà đối thủ dùng để đe dọa người dân của chúng ta. Những hình ảnh được truyền thông Israel công bố sau đó cho thấy các thành viên lực lượng phòng vệ Israel đã cắm cờ Israel tại một công viên ở phía nam Maroun Andras. Trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng Hezbollah tại Liban vừa cho biết các thành viên của lực lượng này đã ngăn chặn hai động thái của quân đội Israel nhắm vào miền nam Liban trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công trên bộ nhằm vào khu vực này. Tuyên bố của Hezbollah nêu rõ các thành viên Hezbollah đã kích nổ một thiết bị nổ nhắm vào các lực lượng Israel và giao tranh với các lực lượng tìm cách vào thị trấn biên giới Blida ở đông nam Liban. Một tuyên bố khác nêu rõ các thành viên của Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel bằng pháo kích và súng phóng lựu khi lực lượng này tìm cách tiến về khu vực biên giới Labone vào sáng sớm ngày 9 tháng 10. Khu vực này là nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang đóng quân. Hezbollah cho biết họ đã ngăn chặn một số động thái tương tự như vậy kể từ khi quân đội Israel tiến hành các hoạt động quân sự trên bộ tại Liban vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Bộ Quốc phòng Iran mới đây dẫn lời Thiếu tướng Ebrahim Jabari, cố vấn của Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố các máy bay chiến đấu F-35 của Israel đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công tên lửa gần đây. Tướng Jabari cho hay, trong chiến dịch này, tên lửa của Iran đã tấn công các cơ sở quân sự quan trọng và nhà chứa máy bay chiến đấu F-35 của Israel phá hủy một số lượng lớn các máy bay chiến đấu này. Đây chỉ là một phần nhỏ trong năng lực phòng thủ của lực lượng vũ trang Iran. Mỹ và Israel đã sử dụng tất cả các loại vũ khí mới nhất của họ để đối đầu với Iran trong chiến dịch True Promise Nhưng, xét về mặt quân sự và tình báo, họ đã mất cảnh giác trước sự bất ngờ của chiến dịch. Iran gọi cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây vào Israel là chiến dịch True Promise 2, một phần mở rộng của chiến dịch True Promise 1, một cuộc tấn công của Iran và Israel hồi tháng 4 để đáp trả vụ Israel pháo kích vào lãnh sự quán của Iran tại Damascus, Syria. Trước đó, hãng thông tấn Safa NA của Iran đưa tin hơn 20 máy bay F-35 của không quân Israel đã bị bắn trúng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào Israel. Hôm 9 tháng 10, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã thông báo với các quốc gia vùng vịnh bằng việc cho phép sử dụng không phận hoặc các căn cứ quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ là điều không thể chấp nhận, đồng thời cảnh báo mọi động thái như vậy sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Iran. Quan chức trên khẳng định, nước này đã nêu rõ mọi hành động của một nước vùng vịnh chống lại Iran, dù là cho phép sử dụng không phận hoặc căn cứ quân sự, sẽ bị Tehran xem là hành động của toàn bộ nhóm nước và Iran sẽ đáp trả tương xứng. Cũng theo vị quan chức, thông điệp của Iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc đoàn kết và tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại về khả năng Israel có hành động đáp trả sau cuộc tấn công tên lửa của Iran hồi tuần trước. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.